Em xin làm lễ tân gia hay không? Dạ, thưa anh là em có mỗi hai con thôi thì Đây này. Quay cái mặt này xuống. tấm này không để đâu anh ạ. Đây này. Ổn luôn đấy. Cháu Tuyên đang có mặt ở nhà em Thím rồi. Em Thím về rồi các bác, hai đứa thì vẫn chơi trong nhà. Xin kính chào các bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa của Núi. Hôm nay thì cháu Tuyên đang có mặt ở nhà em Thím và đợi mãi thì em mới về. Bây giờ là khoảng gần 3 giờ chiều rồi. Trời nắng các bác ạ. Sáng nay thì mưa, đến chiều lại nắng. Hôm nay thì cháu Tuyên ở nhà em Thím và em đang sửa lại cái chỗ để đun nấu chuồng lợn ấy, đun nấu cắm lợn đấy các bác. Thì mời quý khán giả và cô bác anh chị theo chân cháu Tuyên vào. Và mục đích hôm nay có mặt ở đây là muốn hỏi em Thím xem là em có đồng ý bán một con lợn cho em Xính để làm cái lễ tân gia hay không. Tại vì là bây giờ em Thím chỉ có hai con thôi. Và hai con lợn này thì ngày xưa là cô Lan ở dưới Hà Nội, cô tài trợ cho em Thím, là giúp đỡ em Xính Thím để mua hai con lợn này. Làm kiểu như nào? Đây. Chào các bác đã. Sáng nay đi làm gì đấy? Sáng nay em đi lấy củi anh ạ. Lấy củi á? Vâng. Ừ. Xin chào lấy được tất nhiều cả củi các không? cô. Lấy được hai bó này ạ. Hai bó. Vâng. Cháu xin chào tất cả các cô, các chú, anh chị em và các mạnh thường quân ạ. Ừ. Đây, dừng tay đã. Về đây anh hỏi một tí đã. Tại vì là hai con lợn này cho ăn đây. Vâng, cho ăn rồi ạ. Con này có vẻ lớn nhanh hơn con kia nhỉ? Vâng, lúc mua con này vẫn bé hơn anh ạ. Ừ. Lợn này thì ngon rồi nhỉ? Lần này bây giờ thịt thì ngon rồi. Thế này, có một cô ở bên Mỹ, cô đang gửi ít tiền cho anh Xính Què ở bên Lùng Vàng ấy. Vâng. Thì cô muốn đặt vấn đề với em là muốn mua một trong hai con lợn này để làm lễ tân gia nhà em Xính. Vâng. Thì cô muốn ra cho anh ra đây để hỏi xem là em có nhất trí bán một trong hai con này để cho em Xính làm lễ tân gia hay không. Dạ, thưa anh là có mỗi hai con thôi thì nếu mà bán đi một con thì còn lại một con thôi thì cũng kiểu như là ít đi thì cũng hai con đấy cũng không hay ăn nhiều lắm. Tại hai con thì ăn nó sẽ ngon, cảm giác nó sẽ ngon hơn thì nó sẽ Nhưng mà ví dụ nên là mình em mua không muốn bán. bán một con đi xong lại mua một con về nhốt Cũng cùng. cũng được anh ạ, nhưng mà em bây giờ đang bé thì bán cũng không được tiền nên là em cũng không muốn bán. Đúng như dự đoán của cháu Tuyên là ban đầu các bác ạ. Vì phần lớn là như thế này, hai con này nhốt chung rồi thì bây giờ nếu mà bán đi một con thì chắc chắn con còn lại nó sẽ gần như là không ăn, nó bị tự kỷ là một. Thứ hai nữa là hai con thì nhốt chung á, nó tranh nhau ăn thì cái thức ăn nó sẽ ngon hơn và nó sẽ ăn tốt hơn. Còn trường hợp mà mình bán đi một con rồi thì con còn lại chắc chắn là sẽ không ăn, nó sẽ bỏ bữa và thậm chí là đổ thức ăn vào thì thừa nhiều hơn. Và hơn nữa là bây giờ bán còn nhỏ như thế này, bán đi thì cũng chả được bao nhiêu tiền. Vâng, Bây giờ mình mua về giá con bé tiền hơn, mua con bé hơn về thì sợ nhốt vào nó lại cắn nhau. thì vâng, Đấy, sợ nó như không thế. quen nhau nên lại cắn nhau nên là Ừ. Cơ bản là nó còn bé quá, nhưng vâng. mà nó lớn mà nó đủ thịt rồi thì mình bán luôn cả hai con Vâng. thì sẽ được một khoản tiền. Có thể là bán hai con đi thì được nhiều tiền hơn. Lúc đó là mình sẽ mua khoảng 3 con, 4 con về. Còn tiền dư bao nhiêu thì lại để mua cái khác, mua Vâng. con vật nuôi khác Vâng. thì cũng sẽ được việc hơn. Vâng. Cơ bản là như thế này thôi. Còn cháu Tuyên cũng muốn hỏi thôi, bởi vì là cô ở bên Mỹ thì cô có hỗ trợ cho em Xính nên là cô cũng muốn đặt vấn đề, bởi vì là cô biết là hai con lợn này nuôi như thế nào và nó ngon như thế nào, để muốn cho nhà em Xính có một bữa tân gia ngon lành thôi. Tuy nhiên thì để mà tìm lợn như thế này ở vùng sâu vùng xa thì nhiều lắm các bác ạ. Gần như nhà nào nuôi thì cũng nuôi cơ bản là bằng rau và bằng ngô như thế này thôi, nên là cũng dễ tìm thôi. Cái vấn đề quan trọng là muốn hỏi em Thím xem là có muốn bán hay không thôi. Nhưng mà cháu Tuyên nghĩ là không nên, bởi vì là đây là phần quà của cô Lan ở dưới Hà Nội, cô trao tặng cho gia đình em Thím, nên là cháu Tuyên cũng muốn là em Thím nuôi để nó trưởng thành, để lợn nó béo, hăm
hẳn đi, xong hắn bán thì lúc đó mình sẽ có một khoản tiền dư, có thể là sau này mua đồ hoặc là mua những cái bán đi, mình có thể mua những cái đồ gia dụng cho gia đình của em Thím chẳng hạn, thì nó cũng được một khoản lớn đúng không? Vâng. Còn nhỏ như thế này bán đi thì bây giờ cũng chả làm gì, thời gian này cũng đang làm nhà nữa thì cũng khó để mà duy trì cái số khoản bán của con lợn đấy đi. Vâng. Làm sao? Hả? đang làm cái chỗ để che nắng này các bác này, làm chỗ để che nắng cái che nắng che mưa cái chỗ nấu cám lợn. Ngày trước thì là nấu ở trong nhà nhưng mà bây giờ là muốn chuyển ra đây để nấu ở đây. Nhưng mà anh thấy nấu như thế này gần quá nhỉ, gần cái chỗ ấy. Nhưng mà không có chỗ nào khác để nấu thì tạm cũng được. Đặt cái tấm bro vào đây, em đi bê một tấm về đây, bê một tấm xong đặt vào góc này sát sát thì chỗ này không là sợ lửa nó cháy vào cái tấm này các bác này. Với lại nóng lợn, sợ lợn ở trong nó nóng, mình đun nấu đây này. Đây là cám lợn mà nấu chín rồi các bác nhá. Thì khi mà nấu chín xong ấy, mình phơi nắng như thế này thì nó rất là nhanh chua. Do vậy là có mái hay là có phần để che ở bên trên, che nắng thì nó cũng đỡ hơn rất là nhiều. Và thứ hai nữa là khi trời mưa ấy, thì nước mưa nó là phần lớn là nước axit mà. Thì nó rơi vào cám lợn như thế này thì lợn nó cũng sẽ nhanh thiêu cái cám này đi. Nên là lợn nó cũng không ăn, nó bắt buộc phải che. Còn cái này thì em Thím là con gái con làm nên là cũng hơi lòng lẻo. Cái này phải đóng thêm đinh vào chỗ này, với chỗ này nữa. Đóng thêm một vài cái đinh là nó chắc. Tạm thời một thời gian thôi, cũng chưa biết đến bao giờ các bác ạ. Có lẽ là sẽ nghiên cứu một cái chỗ để mà nấu làm sao cho nó bền, mình có thể sử dụng lâu dài. Để làm sao mà cái chỗ đun nấu nó phải đảm bảo. Nhưng mà trước mắt thì xử lý cái đầu tiên đã, để làm sao để có cái chỗ đun nấu đó. Chút nữa thì cháu Tuyên sẽ hỏi xem là em Thím xem là cái con đường này đào rộng như thế thì đi đâu. Thì bên phần đất này ví dụ mình có đặt một cái lò để mà đun nấu được không? Đây này, quay cái mặt này xuống. Xem một to mê, một to. Em đi lấy cái quà về, cào cái chỗ này bằng bằng một tí. Chặt trội quá các bạn ạ. Đấy. Cào cái chỗ này bằng bằng đi. Để đun nó dễ. Nhưng mà đừng bịt cái rãnh này này. Vâng. Bịt cái rãnh này mai nước cũng không thoát được. Chắc mà ngay chứ là tôi nghỉ chả nữa bớt thế. Ngay chứ là tốt tuổi. Xoay. Hót xong bên này này, hót xong vứt xong bên này, còn gì lấy cái kia làm gì? Hót xong bên này luôn. Bẩn quá. Lấy củi tận đâu? Lấy củi tận dưới suối anh ạ. Dưới suối á? Vâng. Cái con đường này là dẫn đi đâu? Con đường đấy là đi ra bên đồi bên kia anh ạ. Đồi bên này á? Vâng. Có cái gì ở bên này không? Không có ạ, có ruộng của nhà bác ở bên đấy thôi. Ruộng á? Vâng. Ừ. Thế lập cái này thì em tính là lập như thế nào? Dạ em lập xong em lấy cái bạt tre anh ạ. Lấy cái bạt tre phủ lên thôi gì? Vâng. À. Nhưng mà bằng này cây liệu có đủ không? Em chế tạo này không đủ, tối em đi tìm này. Chiều em đi tìm hai cây về để thêm nữa ạ. Mày có xía tìa cứ như thế che vào thôi à? Vâng. Anh thấy có cái tấm này này, nhưng mà cái tấm này thì trời nắng đâu, trời mưa thì nó lại không che được. Không, ý là bây giờ em đặt cái tấm này lên trên này. Vâng. Gác lên đây xong là em che cái bạt vào thì vâng, phủ cái bạt lên trên cái tấm này anh nghĩ là hợp lý hơn. Vâng. Yeah. Vâng. Nhấc lên anh hộ. Hay là cái tấm này để ở đâu? Tấm này không để anh ạ. Đây nào,
Anh cái này không cần cửa đâu mà. Không cần đâu anh ạ. Nhấc vào đây, nhấc sang bên này. Xem nào. Anh nghĩ là cho lên hợp lý hơn đấy. Xem nào. Bởi vì mình đặt bạt vào thì nó hay bị vóng ấy. Ổn luôn đấy. Em đốt một cái thanh để chắn ở trên này nữa. Tìm cho anh một cái thanh. Đốt ngang lên đấy là nó giữ luôn. Các bác ạ. Cái này ọp ẹp quá. Đóng đinh nên là nó ọp ẹp quá này. Con thua. Này phải buộc dây đóng đinh nhiều một tí thì nó mới chắc được. Để như thế này không thì nó rất là khó để mà giữ được. À, đặt cái này lên thì khi mà trời mưa to ấy, thì nước nó sẽ không đọng ở trên này. Mà mình ngồi ở dưới đun thì những cái giọt danh nó sẽ không rơi vào đầu. Còn nếu mà mình để nguyên bạt lên đây để phủ lên thì rất là khó. Bởi vì là có khả năng cao là khi mà trời mưa to ấy, thì gió to, khả năng cao nó sẽ bay luôn cả cái tấm bạt đấy. Một đoạn thôi mà em. Vâng. À, cho Tuyên hộ dựng thôi. Hộ dựng lên để giữ tấm bạt này thôi. Còn quây xung quanh như thế nào thì em Thím tự làm. Cho Tuyên nghĩ là quây bằng pro. Ở xung quanh này đặt một vài ba tấm pro nó chắn. Ở bên này tránh gió, tránh mưa thì nó hợp lý hơn. Mua toàn nhẹ chứ. Mua toàn nhẹ chứ. Mua toàn nhẹ chứ. Cho mà. Cẩn thận nhá. Được chưa? Bây giờ em đứng ở đấy đẩy cái tấm này lên đi. Đấy, được rồi, được rồi, được rồi. Cái này, tấm này khả năng cao là em phải dây buộc hoặc là đóng đinh thêm vào ấy. Nó không ở đâu. Không chắc một tí nào các bác ạ. Còn thua một tí nào luôn. Đấy. Lấy cái đinh về đây anh đóng cho. Không là tấm này nó trượt đấy. Cái này mà không đóng đinh là chút nữa mình làm ở dưới mà lung lay cái là nó trượt ngay. Nhiều dính quá. Có gì để đóng? Búa kìa. Đấy. Như thế này thì mình đặt cái bạt lên đây, đặt cái bạt lên đây thì nó đỡ được cái giọt ranh mình đọng ở đây. Đấy, chắc luôn. Cái này bây giờ anh bảo nhá, để em làm sao cho dễ. Anh chỉ hộ em phủ bạt nữa thôi, còn lại thì em khác làm. Em buộc lấy cái củi của em ấy. Buộc một thanh vào đây. Đấy, buộc một thanh ở dưới nữa thì em chỉ cần dựng hai tấm pro úp vào đây. Xong là lấy cái đinh ấy, đóng pro cho nó thủng xong buộc. Buộc dây vào cho nó giữ ở đây. Để nó chắn gió ở ngoài đây thôi. Còn đằng sau này thì gác một cây từ cái kia sang. Cũng làm như thế, xong là em buộc vào, xong dựng cái pro lên. Dựng nằm ngang cũng được. Miễn sao nó chắn gió, nó không bị lùa gió vào đây là được. Cái chỗ này để gác thêm một tấm nữa. Lấy cái thanh gỗ kia vào đây. Đây, cái này thì gác lên một thanh nữa vào đây này. Để mình lập cái bạt cho nó phủ hết ra cái. Đấy, cái này thì chiều em đóng đinh vào đây. Hoặc là em buộc cái dây. Lấy cái bạt vào đây. Cái này thì cũng đơn giản thôi, mình che tạm thôi các bác ạ. Đây là mở đôi ra. Đấy, mở như thế này, em cầm ở đầu đấy đi. À, em vào trong đi. Vào trong để kéo cho dễ, lấy cái ghế đứng lên. Không có cái dây nhỉ. Kiếm được cái dây nào không? Hey!
xem mu này khai lo xem mu làm gì đấy làm cái đồ chơi rồi có cái dây nào không không à. Dây buộc ấy kiếm cái dây vải hay dây gì cũng được mà buộc vào hai đầu này kiếm đấy một dây nữa cái này phải buộc vào các bác ạ. Buộc vào thì gió nó mới không tốc bay đi cái bạt của mình. Đấy. Bây giờ em cầm cái đầu dây đấy nhá. Cầm chắc cái đầu đấy. Đâu, đường dây đâu. Giờ này thì buộc lên đây thôi. Rùa kia. Kia nào. Kia nào. Kia mù nào. Đun cái này trong nhà thì nó hơi bất tiện các bác ạ. Bởi vì là mình đun ở trong nhà thì cái khói cái này kéo căng đi đấy như thế này là được rồi cái này thì chiều em buộc kéo về bên kia nhé đấy kéo hẳn ra bên kia để buộc vào bên kia xong là phải có tấm pro ở chặn ở đây nhá không là cái bạt này nó cháy đấy ở đầu dưới này cũng thế này đầu dưới này thì chịu khó lấy cái gì đóng ở đây đây này, lấy cái dây buộc vào đây. Buộc vào dây phát là được. Anh nghĩ là ổn. Mù sao mù. Chủ yếu là cái che cái phần củi mình đun này các bác này. Che phần củi mình đun vào cái lò này này. Là một thứ hai nữa là cái mái ở phần trên này này. Đấy, cái mái ở phần trên này nó giữ được cho cái đầu của mình không bị ướt khi mà mưa đến. Và nắng nữa. Chỉ có, cha. Nắng nữa thì không bị nắng nó hất thẳng vào mặt. Cũng dễ sống dễ ấy hơn dễ chịu hơn còn mình không ấy được em lấy con dao có con dao nào không cho thì tôi tính như thế chỉ có là ô tù mua chị chỉ có là Lu ta lu ta lu ta lu ta lu ta lu nè mình nhọn ta lu nè một tàu sư ngắt từ miền trên này thì chỉ cần buộc vào đây thôi cho nó giữ thôi không cần thiết mình phải ấy nhiều quá đâu tạm thôi mà tạm từ chứa là mình che gió nó không tốc vào đây được là được. Ui, nhiều dính quá. Được rồi, tạm thời như thế thôi. Chiều em buộc cái dây này và dựng cái pro xung quanh này nữa là được. Cái này thì chả cần cũng được mà. Dựng một tấm ở đây để chắn gió hắt từ dưới kia lên. Xong cái dây cái đầu bạt cái em phải buộc vào đâu đó cho nó chắc. Nó không bị bay ấy. Rồi, đi vào nhà đi, nhiều dính quá. Mua chị. Chỉ có chị. Đi, vào nhà đi. Mua chị. Được rồi, tạm thời như thế rồi các bác ạ. Cái chỗ này để che mình luôn nấu thôi mà. Thì hôm nay cháu Tuyền cũng lên là muốn hỏi em thím là mua hai con lợn. Nhưng mà suy đi tính lại thì cũng như là cháu Tuyền tính từ ban đầu rồi. Khả năng cao là không mua, không bán. Bởi vì là tính ra thì nếu mà em thím bán ở tầm này thì nó hơi phí bởi vì là lợn ở tầm này nó mới bắt đầu phát triển thôi. Bây giờ nó bắt đầu lớn nhỉ? Vâng. Nó bắt đầu lớn rồi đấy. Ăn tốt không? Có anh ạ. Ừ. Một ngày cho mấy bữa? Hai bữa thôi anh ạ.
Hai bữa, là trưa một bữa, tối một bữa hay như thế nào? Sáng sáng một bữa, tối một bữa. Sáng thì khoảng mấy giờ cho ăn? Sáng là 8 9 giờ. 8 9 giờ. Vâng. Xong là chiều tối là khoảng 4 5 giờ là cho ăn. Vâng. Lúc còn bé thì cho 3 bữa, còn lớn dần thì em cho 2 bữa. Sao lại cho thương thế? Tại vì nó lớn rồi thì em cho 2 bữa anh ạ, tại vì sáng thì có cũng lấy rau lợn nhiều ấy. Ừ. Toàn lấy rau rừng. Đó, còn rau rồi. Lang thì bây giờ cũng gần hết rồi. À. Vâng. Rau lang ở vườn kia gần hết à? Vâng. Tỉa ra trồng lại đi. Tỉa ra rồi bây giờ nó lại mọc lại đấy ạ. Mọc nhưng mà mình trồng lại thêm nhiều vào. Vâng, anh bảo rồi em cuốc lên xong là anh hướng dẫn cho em trồng vừa được củ ăn và vừa được cây để cho lợn. Nhưng mà phải trồng đúng cách như anh bảo thì mới được. Vâng. Còn nếu mà trồng sai cách thì em chỉ được cây thôi. Vâng. Rau lang thì trồng như thế nào cũng sống các bác ạ. Kể cả cắm như thế nó cũng sống nhưng mà ví dụ mình cắm không như thế thì nó chỉ được cây thôi, còn củ là gần như không được. Đang ở bên kia hỗ trợ cho em xính thì khả năng cao là cháu Tuyên sẽ hỗ trợ em xính để trồng làm sao cho nó đúng cách, đúng tiêu chuẩn để mà cây rau lang vừa được củ. Tại vì là mình trồng cây rau lang thì nếu mà biết cách trồng ấy, biết phân biệt được cây đực và cây cái thì mình ghép vào với nhau thì cây rau lang nó sẽ rất là sai quả, rất là sai củ. Ngồi đi. Ngồi đây này. Thế như thế là không bán đâu à? Không anh ạ. Tại vì bán thì với cả là phần quà này cũng là do cô cho thì cô, em cũng muốn nuôi để lớn lên để bán này. Ừ. Bán thì phải được, còn bây giờ bán thì bé quá. Dạp quá các bạn. Ừ. Cũng hợp lý, tại vì là bây giờ nếu mà bán đi thì cũng hơi tiếc các bác ạ. Nó đang cái đà phát triển khả năng cao là thế thì vấn đề của em xính thì cháu Tuyên sẽ cùng với em xính đi chợ để tìm một con khác. Hoặc là mình có thể nghe đâu đó ở dân, mình mua ở dân cũng được. Chỉ mổ ăn thôi thì cháu Tuyên nghĩ là mổ con nào nó ngon ngon một tí và nó phù hợp một tí. Chuẩn bị tân gia nhà em xính thì cháu Tuyên xin gửi lời mời tới tất cả cô bác anh chị và quý khán giả trên tất cả mọi miền. Các bác đang ủng hộ cho em xính què thì các bác có thể thu xếp thời gian lên để tân gia với gia đình nhà em xính. Có lẽ là sẽ diễn ra trong một cái buổi nào đấy trời đẹp đẹp một tí, hoặc là cháu Tuyên sẽ cân nhắc để tính làm sao vào thứ bảy chủ nhật thì vào những ngày nghỉ như thế thì bà con với lại các cháu ở trong thôn mới được vào chung vui các bác ạ. Cũng không có mời nhiều đâu, chủ yếu là những người về giúp đỡ và những người về hộ thôi, phần lớn là như vậy. Khả năng hôm nay nắng nữa thì sửa đường tiếp thôi nhỉ. Vâng. Anh thấy về là đất trôi hết rồi. Vâng. Đất trôi hết với lại cái đường bây giờ nó thành các vũng nước ấy. Vâng. Mùa này thì bà con như kiểu thả bò thả trâu nhiều cái sao ấy nhỉ. Đúng rồi anh ạ. Ở dưới này thì bọn em ở dưới này thì cũng không có ai thả, dưới này thì cũng không có cho bò nhiều, nhưng một nhà thì cũng một hai con thôi nên là cũng không thả, còn thả ở trên làng trên bên trên kia là thả nhiều. Ừ, cởi nó ra đi. Ừ. Nó khó chịu như nào, rất là nhát. Nhát. Hiện tại bây giờ thì các cái vũng nước ở chỗ đường đi lại ấy các bác thì trâu nó bắt đầu đầm ở đấy. Trâu đầm ở đấy thì cái đường bây giờ nó rất là lầy, không biết là bao giờ nó mới khô. Nên là nếu mà hôm nay mà nắng nữa thì khả năng cao sẽ phải lại sửa đường tiếp. Phải sửa thôi. Con đường nhà em Tím thì nói nhiều quá rồi. Và cái căn nhà của em Tím thì lâu quá rồi. Thật sự là có lỗi với cô Thanh, có lỗi với các mạnh thường quân đang ủng hộ cho em Tím. Không phải vấn đề do cháu Tuyên, mà vấn đề là do thời tiết và do khí hậu, do con đường đi lại và do gia đình sống trong một cái ngôi trường và một trong môi trường xa xôi nhất ở vùng cao núi Đá Hà Giang. Thật sự là nó sâu quá, ít hộ dân đi lại và người dân xung quanh thì cũng ít nữa. Để nhờ bà con về giúp đỡ sửa đường thì cũng khá là vất vả. Không trèo lên. Gây đâu. Không trèo lên đấy. Gây đâu. Xuống, nhanh. Sao như sao mà thả, sao chúng mới thả. Này tạt xuống ạ. Có lẽ là do đường xá xa xôi nên là bị trứng lại.
Nếu mà đường mà đi lại dễ dàng thì có lẽ là xong luôn rồi. Ngồi đi. Vâng, bé này, bé. Thích bé à? Vâng. Chào các bạn mẹ. Các bạn này còn đi học chứ? Vẫn đi học anh ạ. Ừ. Hôm nay thì thứ bảy chủ nhật chắc nghỉ thôi rồi. Vâng. Rau lên chưa? Lên rồi anh ạ. Ừ. Hôm nọ cái giống rau kia gieo được tí nào chưa? Gieo dưới ruộng được 10 là 2 thửa rồi. Sao gieo dưới ruộng? Tại dưới ruộng vẫn còn đất nên là gieo rồi đấy. À, cái chỗ mà bảo không làm được nương, à, không làm lúa đấy. Vâng. Sao? Vẫn còn em trồng ngô nhưng mà em vẫn để một phần để làm rau nên là em vẫn trồng. Nhưng mà anh nghĩ là tập trung làm một chỗ như thế này nó ổn hơn chứ? Vâng. Rau thì nên tập trung làm một chỗ thôi, mình làm xa quá thì cũng hơi khó. Vâng. Có lẽ là hôm nay thước phim của cháu Tuyên ghi hình đến đây thôi. À, giúp đỡ em Thím làm một cái chỗ để che chỗ đun nấu rồi các bác ạ. Trước thì đun ở trong nhà như này nhưng mà nó ảnh hưởng quá, ảnh hưởng đến cái sức khỏe con người nữa. Bây giờ bếp củi thì lại về trong nhà rồi. À, có lẽ là sẽ phải xử lý cái bếp lò trước, bếp củi thì tính sau. Trước mắt thì là như vậy thôi. Còn cái bếp lò thì xong rồi. Mà con lợn thì em Thím cũng không nhất chi bán. Bởi vì đây là món quà quý giá đặc biệt đầu tiên từ Mạnh Thường Quân gửi đến gia đình em. Nên là em cũng muốn để dành nuôi để mà sau này bán có được một chút ít kinh phí để mà mua cái gì đó làm kỷ niệm. Có thể là sẽ mua những cái đồ dụng, vật dụng gia đình để mà phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Nên là cũng không muốn bán ngay bây giờ. Cháu Tuyên cũng cảm ơn cô ở bên Mỹ rất nhiều đã tài trợ cho em Xính và có nhà ý muốn hỏi mua cho em Xính con lợn rất là đẹp và rất là ngon này. Tuy nhiên thì có lẽ là cháu Tuyên sẽ tìm một con khác để phù hợp và đẹp hơn. Vẫn như thế mà nó sẽ đẹp hơn để em Xính có thể mổ làm lấy tân gia. Không nói nhiều về vấn đề tân gia nữa. Hiện tại bây giờ cháu Tuyên đang hỗ trợ cho em Xính để mà xây chuồng các bác ạ. Xây xong làm sạch sẽ ngon lành rồi mới bắt đầu tân gia thôi. Có lẽ là nhanh thôi, cũng không quá lâu đâu. Thước phim này cháu Tuyên cũng xin ghi hình đến thế thôi. Cháu Tuyên ra đây để an ủi em Thím và các cháu để yên tâm là đường ngon lành là sẽ vận chuyển vật liệu. Khi mà vận chuyển đủ rồi thì sẽ tiến hành làm. Cảm ơn tất cả quý khán giả và các bác anh chị đã luôn luôn quan tâm theo dõi hành trình của cháu. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.